Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè đang đến mang theo những đợt nắng nóng oi bức khiến cho đầu óc của chúng ta luôn căng thẳng, tinh thần làm việc thì giảm sút. Thời điểm đó, chiếc quạt điện chính là một người bạn đồng hành tốt nhất với giá cả phù hợp với nhu cầu của người sử dụng mà hiệu quả đem đến thì lại vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm nay, Mạnh Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn top những chiếc quạt điện không thể bỏ qua tại hệ thống điện máy MediaMarkt. Và chiếc quạt điện đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đến từ thương hiệu Mitsubishi xuất xứ từ Thái Lan với mã sản phẩm là LV16RT. Và chiếc quạt này có một diện mạo vô cùng hiện đại và cuốn hút, phù hợp với mọi không gian nội thất của gia đình bạn. Động cơ thì hoạt động một cách bền bỉ, êm ái, thoải mái cho người sử dụng. Điều khiển từ xa có kiểu dáng hiện đại với 4 chức năng tắt mở, chọn tốc độ gió, hẹn giờ. Điều chỉnh quạt quay hay đứng dễ dàng mà không cần phải di chuyển. Chức năng hẹn giờ cho phép bạn cài đặt quạt tự động tắt trong một khoảng thời gian nhất định, tránh được trường hợp quên tắt gây lãng phí điện, tiện lợi cho người sử dụng. Quạt cây Mitsubishi màu ghi với mã sản phẩm là LV16RS-RTCIGI được thiết kế với 3 tốc độ gió nhẹ, vừa và mạnh cho bạn lựa chọn phù hợp với thời tiết, cùng với hệ thống 3 cánh quạt quay đảo chiều, tốc độ quay 1.200 vòng một phút, giúp đưa gió phân tán đều khắp không gian, công suất 49W hoạt động êm ái, tiết kiệm điện năng. Như quý vị và các bạn đã biết thì quạt điện là một thiết bị hoạt động bằng điện, tạo ra những luồng không khí mát, phục vụ cho lợi ích của con người. Chiếc quạt điện của chúng tôi bên cạnh chức năng làm mát và hạ nhiệt thì còn giúp lưu thông không khí trong phòng, tốt đối với những người bị bệnh về đường hô hấp và tim mạch. Với công suất là 49W, kích thước quạt là 40cm cùng với 3 tốc độ gió thì chiếc quạt Mitsubishi xuất xứ từ Thái Lan đang có giá bán là 1.889.000 đồng. Quý vị hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy MediaMarkt để dinh về cho gia đình mình chiếc quạt này với vô vàn những phần quà hấp dẫn khác. Quý vị cũng có thể mua hàng online tại website thegioidienmay.com hoặc số hotline 1900 6788. Các nhà tư vấn sức khỏe và công nghệ đã làm một cuộc khảo sát và đưa ra kết luận rằng với chiếc quạt điện cùng với khả năng làm mát tự nhiên thì sẽ giúp loại bỏ một vài những yếu tố độc hại tiềm ẩn trong không khí, tốt cho đường hô hấp và giảm những dấu hiệu về tim mạch. Chiếc quạt tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đến từ thương hiệu Panasonic xuất xứ từ Malaysia với mã sản phẩm là S409K và được bảo hành 12 tháng. Chiếc quạt này được thiết kế hiện đại, kiểu dáng trang nhã, góp phần tô điểm cho không gian sử dụng. Sản phẩm được lắp đặt với chế độ bảo quản động cơ, máy quạt tự động ngắt điện khi quá tải, đảm bảo sự an toàn tối đa cho người sử dụng và duy trì tuổi thọ cho máy quạt. Quạt đứng Panasonic S409KB được lắp đặt với động cơ bạc đạn, vận hành êm ái, không tạo ra tiếng ồn khó chịu, đồng thời được làm từ chất liệu cao cấp nên động cơ có tính bền bỉ cao, giúp bạn tiết kiệm được chi phí và điện năng tiêu thụ. Đường kính cánh quạt là 40cm cùng với 3 tốc độ gió là mạnh, nhẹ và tự nhiên, giúp cho quý vị và các bạn có thể làm mát trong một không gian rộng và hiệu quả, đồng thời tiết kiệm điện năng. Với chức năng hẹn giờ lên đến 6 tiếng, bạn có thể điều chỉnh thời gian tự động tắt vào thời điểm bạn muốn một cách dễ dàng mà không cần phải thức dậy để tắt. Quạt với thân quạt có thể linh động tăng giảm độ cao phù hợp với nhu cầu sử dụng. Được hỗ trợ với remote đi kèm, máy quạt giúp cho bạn điều khiển từ xa các chế độ và tốc độ hoạt động của quạt một cách dễ dàng. Kiểu dáng cao gọn, không chiếm quá nhiều diện tích giúp bạn vừa có được không khí mát mẻ mà vẫn đảm bảo sự gọn gàng tiện dụng. Như quý vị và các bạn có thể quan sát thấy thì từng bộ phận của chiếc quạt có thể linh động tháo ra lắp vào một cách dễ dàng để quý vị có thể lau chùi và bảo vệ sản phẩm. Giá của chiếc quạt là 2.390.000 đồng và giá niêm yết tại hãng là 3.560.000 đồng. Như vậy là quý vị có thể tiết kiệm 1.170.000 đồng cùng với một phần quà trị giá 100.000 đồng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy MediaMarkt để sắm cho gia đình mình chiếc quạt này cùng với vô vàn những ưu đãi hấp dẫn. Quý vị cũng có thể mua hàng online bằng cách truy cập vào website thegioidienmay.com hoặc số hotline 1900 6788. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị đã biết thì quạt điện là một trong những phát minh tiên tiến giúp phục vụ đời sống của con người. Quạt điện không chỉ đem đến lợi ích về sức khỏe mà nó còn là một trong những vật trang trí hữu ích cho không gian của gia đình bạn, văn phòng công ty, nhà hàng hay khách sạn. Và chiếc quạt tiếp theo mà Mạnh Dũng muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là quạt hộp MyDear với mã sản phẩm là FB409H với công suất là 55W.
và cùng với 3 tốc độ gió, quạt quay đảo chiều 360 độ, động cơ motor SQD hoạt động hiệu suất cao, siêu bền và siêu êm. Quạt Midea FB409H có kiểu dáng đơn giản, phong cách thích hợp sử dụng trong phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Các bộ phận quạt hộp làm bằng chất lượng tốt, độ bền cao, làm sạch dễ dàng, công suất mạnh mẽ 55W, đường kính cánh quạt dài 40cm, khả năng đảo hướng 360 độ, giúp quạt làm mát nhanh các không gian rộng lớn, tiết kiệm điện năng cho gia đình. Động cơ SQD với hiệu suất cao giúp quạt hoạt động bền bỉ và êm ái. Quý vị cũng có thể cho quạt quay 360 độ bằng cách là vặn nút điều chỉnh ở hai bên hông của quạt như Mạnh Dũng đang làm. Quý vị có thể thấy là vô cùng đơn giản và tiện lợi phải không nào? Thiết kế lồng quạt đan khít giúp người dùng yên tâm không sợ bị trẻ nguy hiểm khi tiếp cận quạt. Ngoài ra, phía sau còn có tay cầm giúp di chuyển quạt một cách dễ dàng hơn. Quạt đạt tiêu chuẩn 4 sao về tiết kiệm điện của Bộ Công Thương với thương hiệu Midea uy tín chất lượng, làm mát hiệu quả, giá cả phải chăng, được nhiều người tin dùng. Giá bán của sản phẩm là 489.000 đồng và giá niêm yết tại hãng là 660.000 đồng. Như vậy là quý vị có thể tiết kiệm 171.000 đồng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy MediaMart để sở hữu cho gia đình mình chiếc quạt này cùng với vô vàn những phần quà hấp dẫn. Hãy nhớ là quý vị cũng có thể mua hàng online bằng cách truy cập vào website thegioidienmay.com hoặc hotline 1900 6788. Quạt điện là một người bạn thân thiết phục vụ đời sống của con người. Sử dụng và bảo vệ quạt đúng cách sẽ giúp bạn xua tan đi cái nắng nóng của mùa hè, đem đến một tinh thần lạc quan yêu đời. Tại siêu thị điện máy MediaMart thì chúng tôi đang bán rất nhiều những loại quạt khác nhau như là quạt phun sương, quạt đứng hay là quạt treo tường với nhiều kiểu dáng đến từ những thương hiệu uy tín khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng hay là không gian sống của gia đình mình mà lựa chọn một chiếc quạt phù hợp nhất. Quý vị hãy nhớ là luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong những chương trình tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.